Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Vâng, thưa quý vị, hai bên đường Phan Đình Giót, thành phố Điện Biên Phủ, hiện tại bây giờ thì rất nhiều người dân đang đứng để chờ các đoàn diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đi qua. Và tôi sẽ phỏng vấn một vài người dân ở đây xem cảm xúc của mọi người như thế nào khi chờ đợi để chuẩn bị theo dõi ạ. Cháu chào cô ạ. Cô ơi, mình đến đây từ mấy giờ ạ? Từ 5 giờ sáng. Từ 5 giờ sáng ạ. Thế thì lúc mưa to nhất cô cũng ở đây đúng không ạ? Ở đây, qua năm mưa ở đây. Vâng ạ. Cô theo dõi từ lúc mà trời mưa đến bây giờ ấy, cô theo dõi thì cô thấy cái tinh thần của các cán bộ chiến sĩ của chúng ta trên đường như thế nào ạ? Rất là nhiệt tình. Và cô có lời nào cô muốn nhắn gửi hay cổ vũ tinh thần cho các đồng chí không ạ? Vâng ạ, hai cô là du khách hay là người dân sinh sống và làm việc tại Điện Biên ạ? Cô đi từ mùng 5. Bác đi từ Thái Bình lên đây từ khi nào ạ? Bác cho cháu một tên đầy đủ của bác được không ạ? Bác tên là Lê Đức Sinh. Lê Đức Sinh. Vâng ạ, bác xin ơi, bác lên đây từ mùng 4 thì bác thấy không khí tại thành phố Điện Biên Phủ những ngày qua như thế nào ạ? Đó là vừa cháu ạ, mà bác cũng làm ở Ninh Trần. Bác đã từng 70 năm. Dạ vâng ạ. Hai vợ cháu. Bác có đặt xe, nhưng mà xe nó chặn với bác, ai thì cho bác đi xe máy thế nào. Vâng ạ, chắc là nhiều người cùng đổ về thành phố Điện Biên Phủ trong những ngày này ấy, thì chắc chắn là cái việc mà đặt phòng rất là khó đúng không ạ? Thế thì bác có cái chỗ nghỉ chưa hay là bác nghỉ người quen hay là ở đâu ạ? Cảm ơn cháu là nhân dân Điện Biên này rất quý khách. Bác thì đến quán ăn cơm, các cụ chủ quán là hoài nhân cho bác tại nhà của chủ quán. Dạ vâng ạ. Chuẩn bị đến giờ rồi, bác có lời nào muốn gửi tới quý vị khán giả của đài truyền hình tần số VTC đang theo dõi, 11.000 khán giả đang theo dõi qua livestream của kênh VTC1 tin tức, thì bác có lời nào muốn nhắn gửi tới các đồng chí đang chuẩn bị biểu diễn ở đây cũng như các khán giả đang theo dõi không ạ? Bác thì muốn gửi tất cả đã đẹp và cố gắng đẹp hơn nữa, xây dựng đất nước ngày nay. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của bác, chúc bác nhiều sức khỏe và có một chuyến du lịch thật ý nghĩa tại thành phố Điện Biên ạ. Lúc nãy thì tôi có trò chuyện với một người dân ở phía bên kia thì anh cũng bảo là anh đi từ rất xa và rất sớm để có thể lên đây, thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh ạ. Em chào anh. Vâng ạ. Lúc nãy thì anh có chia sẻ với em là anh không phải người dân Điện Biên đúng không ạ, mà anh là một du khách đúng không ạ? Anh đến từ đâu ạ? Anh đến từ anh xưng tôi được không? Tôi đến từ xã Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang. Vâng ạ. Anh lên Điện Biên từ ngày nào ạ? Anh lên từ hôm kia. Đây là ngày đi 2 hôm. Hai ngày ở Điện Biên, anh có những trải nghiệm thú vị như thế nào có thể chia sẻ với anh thật không ạ? Phải, anh phải nói là rất là tuyệt vời đấy. Tuyệt vời thì ngay cả là người dân Điện Biên thì tuyệt vời rồi, còn các cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an, quân đội và các lực lượng diễu hành trên đường phố tập luyện những ngày qua thì anh có theo dõi họ tập luyện không? Có, anh được gọi cho anh đi một tuần cũng đi một lần tuổi, hôm nay lại đi một lần nữa, tầm 500 cái số để đây tất cả xe của anh và các công an vâng, anh thấy tinh thần tập luyện của các cán bộ chiến sĩ của chúng ta để chuẩn bị cho đại lễ lần này như thế nào ạ? Nói là quá nhiệt tình luôn, đầu tiên là đang tham gia như thế và hiện nay người dân đang xem anh này hai bên càng nhẹ và rất nghiêm túc anh. Các chiến sĩ của tôi chạy ra nắng với tinh thần thời xưa cũng đang như thế này, 50 năm rồi, 56 ngày đêm. Dạ vâng ạ. Vâng, rất tuyệt vời đúng không ạ? Sáng đến giờ thì trời mưa rất to. Anh thấy các đồng chí ta phải đứng dầm mưa như thế thì anh có thương không ạ? Quá thương luôn. Không có gì
cả, nhưng mà tôi đây cũng là lúc đấy đến giờ thì thấy các chiến sĩ đúng người thế rồi, quá thương mình quá. Vâng ạ, và một lời cổ vũ động viên tiếp sức tinh thần cho tất cả các đồng chí của chúng ta trước khi mà họ bước vào trong khu vực khán đài cho lễ chính thức. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là nhiệt tình của anh. Chúc anh có một chuyến trải nghiệm thật thú vị tại thành phố Điện Biên Phủ những ngày hôm nay và tất cả và những ngày sắp tới ạ. Anh có thể vẫy tay chào khán giả trước khi bọn em rời đi ạ. Em ạ, cảm ơn anh ạ. Dạ. Tôi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.